Câu 21, thí nghiệm nào sau đây có kết quả sau phản ứng? Thí nghiệm nào sau đây có kết quả sau phản ứng? Chúng ta lưu ý yêu cầu là sau phản ứng. Đầu tiên là mình sục NH3 đến dư vào AlCl3. Sục NH3 đến dư vào AlCl3. Thế các bạn cùng theo dõi như thầy hướng dẫn nhá. Mình có này, NH3 mà vào trong nước thì mình thu được là NH4 cộng. NH3 vào trong nước thì mình thu được NH4 cộng OH trừ đúng không? Đấy, thì mình được là OH trừ này tác dụng tiếp với nhôm 3 cộng để tạo thành kết tủa AlOH 3 lần này. Nhưng mà chúng ta cần lưu ý nhé, cái kết tủa AlOH 3 lần này không tan trong NH3 dư, có nghĩa là nó tồn tại trong NH3 dư. Vậy thì chắc chắn thí nghiệm thu được kết tủa sau phản ứng đó là đáp án A, đúng chưa? Đấy, đáp án A. Thế còn việc mà chúng ta dẫn khí CO2 đến dư vào dung dịch CaOH 2 lần, dẫn khí CO2 đến dư vào dung dịch CaOH lần thì chúng ta không thu được kết tủa bởi vì do CO2 dư nên nó sẽ tạo thành là CaHCO3 2 lần. Các em cứ chú ý nhé, cứ CO2 dư thì nó sẽ tạo thành là CaHCO3 2 lần và anh này thì không có kết tủa. Được chưa? Ý C, cho HCl đến dư vào Na2CO3 thì mình thu được NaCl cộng với H2O cộng với lại CO2 thôi. Được chưa? Ý D, cho NaOH đến dư vào CrCl3. Chúng ta lưu ý rằng ở đây là NaOH dư thì bắt đầu tiên tạo thành kết tủa CrOH 3 lần. Nhưng CrOH 3 lần này không tồn tại trong NaOH dư mà nó tác dụng tiếp với NaOH dư. Có nghĩa là kết tủa bị tan đấy để tạo thành là Na2CrO2. Được chưa? Đấy nhá. Vậy ở đây vừa nãy tắt là do là không hiểu sao, chắc là do chạy nhạc bản quyền nên là bị tắt đó các em ạ. Các em nhớ xe lại về tường nhá, trong tác các bạn đây. Vậy câu 21, câu của đề thi của chuyên Thái Bình lần 2 năm 2019 thì đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Và ở câu này thì chúng ta được lôi lại rất nhiều cái kiến thức lý thuyết, như là kiến thức lý thuyết của bài nhôm hydroxit này, đường tính này, kiến thức lý thuyết của phần kim loại kiềm thổ này, kiến thức lý thuyết của H cộng vào phần này, phần kiềm này, và NaOH vào CrCl3 là về phần bài Chrome. Những phần kiến thức này rất là hay thi và cực kỳ khó. Các em nhìn lại đây là trong đề thi trung học thông chuyên Thái Bình lần 2 năm 2019. Chúng ta sang tiếp câu tiếp theo, câu số 22. Vẫn là câu ở trong đề thi trung học thông chuyên Thái Bình lần 2 năm 2019, nhưng riêng câu này thì thầy xin phép các em chúng ta để lại để lát nữa mình sẽ quay lại xong mình giải lại sau. Câu tiếp theo, câu số 23. Câu tiếp theo, câu số 23. Đấy, các bạn cùng chú ý. Câu tiếp theo chúng ta là câu số 23. Câu 23 nhớ comment đáp án nhá, xem các em comment đúng hay comment sai. Câu 23 các bạn nhớ tag các bạn vào trong video livestream này nhá. Câu 23. Cốc nước nhiều quá. 23. Câu tiếp theo, câu số 23. Ở đền Ninh Bình, đây là đề thi thử của Sở Giáo dục Ninh Bình năm 2018. Chất nào sau đây không phải là chất điện ly trong nước? Thế thì khi mà nói về chất điện ly trong nước ấy, thì ở đây là đề bài đã hỏi chúng ta về kiến thức khoa học lớp 11. Các em cần chú ý với kiến thức khoa học lớp 11, mình phải phân biệt thế nào là chất điện ly. Chất điện ly là các chất mà phần tan trong nước phân ly ra ion. Vậy phần tan trong nước phân ly ra ion thì mình lưu ý nó gồm những thằng nào? Tất cả những thằng axit, tất cả những thằng bazơ, tất cả những thằng muối. Nhưng chú ý trừ muối của thủy ngân. Được chưa? Và tất cả những thằng là nước. Được chưa? Vậy những thằng là chất điện ly này, HCl là axit, được chưa? Là chất điện ly. CH3COH là axit, là chất điện ly. NaOH là bazơ, là chất điện ly. Vậy chất không phải là chất điện ly ở đây là glucose. Đáp án đúng đáp án C. Chất không phải chất điện ly là glucose. Được chưa? Các bạn hiểu chưa? Mình sang câu số 24 ở trong cái đề Ninh Bình năm 2018. Chất nào dưới đây không tan trong nước? Sorry các em, là đây là cái cuốn sách này, là cuốn sách là bản lần đầu tiên xuất bản lần thứ nhất, thế nên là nó sẽ bị lỗi ở những cái câu này, bởi vì là thầy đánh số nó lỗi. Còn là những cái quyển mà xuất bản lần thứ hai, lần thứ ba, tái bản lần thứ hai, lần thứ ba thì không còn những cái ví dụ như câu 6, 17, 20 này nữa, mà nó chỉ còn là những cái câu thứ tự này như vậy thôi. Các em cần chú ý nhé, để theo dõi cho nó kỹ. Chất nào dưới đây không tan trong nước? Thế bây giờ mình phải hiểu đã. Glycine H2N CH2 COOH, thằng này tan trong nước bởi vì nó là một amino acid. Amino acid thì luôn tan trong nước. Saccharose là đường C12H22O11, đường cũng tan trong nước, được chưa? Ethylamine C2H5NH2, thằng này cũng tan trong nước. Tristearin là chất béo thì không tan trong nước. Hello chào Hoàng Thị Tú nhé. Vậy đáp án đúng chúng ta
Đáp án D, không tan trong nước là D. Mình sang câu tiếp, câu số 25. Câu số 25 là đề của chuyên Thái Bình lần 2 năm 2019. Câu số 25 là câu của Meo Meo comment đúng, Trịnh Dương comment đúng đấy, chính xác, Biểu Biểu hoàn toàn chính xác. Hello Trần Nguyễn Anh chính xác luôn. Câu số 26. Cho glycerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm. Đây, đặt thằng này thằng số 1. Đặt thằng này thằng số 2. Số loại trieste được tạo thành cô tứ đã. Ở đây chú ý rằng là đây thì bài hỏi chúng ta là trieste. Được chưa? Đây thì bài hỏi chúng ta là trieste. Trieste thì là este này este 3 chức. Vậy thì coi như là ba cái gốc này đính vào ba chức. Đây, tạo thành tối đa. Lưu ý để bài hỏi chúng ta là tạo thành tối đa. Vậy cái trường hợp đầu tiên là thằng este này ăn ba cái gốc, ba cái gốc của axit stearic được gọi là 1 1 1. Đúng chưa? Trường hợp thứ hai là thằng trieste này ăn ba cái gốc của thằng palmitic 2 2 2. Được chưa? Trường hợp số 3 là thằng trieste này có hai gốc 1, một gốc 2. Đấy. Được chưa? Trường hợp số 5 là nó có hai gốc 2, một gốc 1. Đấy. Được chưa? Cả nhà hiểu chưa? Vậy ở đây hoàn toàn chúng ta sẽ có là 1 2 3 4 5 6. Vậy mình sẽ có là số loại trieste tạo được tối đa là 6 loại, 6 loại cả nhà. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D, 6 loại. Câu số 26. Câu số 26. Tất cả các bạn có sách làm bài tập rồi thì theo dõi đáp án ở trên này nhá. Chú Minh đang phải uống nước chanh ấm để chống nở cô về. 26. Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp gồm etin acetat. Đấy, lại một cái câu nữa trong đề chuyên Thái Bình lần 2 năm 2019. Etin acetat CH3COOCH5. Etin propionat là C2H5COOC2H5. Thế mình lưu ý này, cả hai này thì đều có chung đều là ethanol đơn hở, đúng không cả nhà? Nó đều là ethanol đơn hở, vậy nó đều có chung công thức tổng quát là CnH2NO2. Được chưa? Đốt cháy thì thu được tác dụng oxy thì thu được CO2, số mol 15,68 chia 2,4. 15,68 chia 22,4 bằng 0,7 mol. 0,7 mol. Thế thì do bọn này là ethanol đơn chức nên chúng ta có một cái điều kiện như sau, đó là với thằng ethanol đơn chức thì ta luôn luôn có số mol CO2 thì luôn bằng số mol nước. Vậy mình tìm được số mol nước cũng bằng 0,7. Ok. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được khối lượng của nước, mình lấy 0,7 nhân 18 nhân 18 bằng 12,6 g. 12,6 g, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A cả nhà nhé. Ok, Trịnh Dương comment rất là đúng chính xác luôn. Đấy, chúng ta sang tiếp câu tiếp theo. Câu số 27. Câu tiếp theo, câu số 27. Câu số 27. Chất nào sau đây là chất lượng tính? Chất nào sau đây là chất lượng tính? Chúng ta cần phải chú ý rằng là chất lượng tính được định nghĩa là gì? Chất lượng tính được định nghĩa là gì? Thế chất lượng tính là các chất, đầu tiên là các chất mà có khả năng nhường và nhận proton H cộng. Được chưa? Nó bao gồm là các hydroxit lượng tính, 5 hydroxit lượng tính, ALOH 3 lần này, ZNOH 2 lần này, CROH 3 lần này, vân vân, SNOH 2 lần và PBOH 2 lần. Thứ hai là các oxit tương ứng của nó, Al2O3, ZNO, CR2O3, đúng chưa? Thứ ba là các anion gốc axit yếu còn hydro. Anion gốc axit yếu còn hydro, ví dụ như HCO3 trừ, HSO3 trừ, HS trừ, vân vân. Vậy ở đây mình có này, chỉ có anh CaHCO3 2 lần chứa anh HCO3 trừ là anion gốc axit yếu còn hydro. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D, CaHCO3 2 lần. Được chưa? Xong câu 27. Và sang tiếp câu tiếp theo. Câu số 28. Câu số 28. Đấy, ở trong đề Ninh Bình năm 2018. Trong các loại phân bón hóa học sau, phân bón nào được gọi là phân bón kép? Trong số tất cả các loại phân bón hóa học sau. Ok, rất nhiều bạn comment đúng nhá. Meo Meo chính xác này, Trâm Huỳnh đúng, Hồng Phấn đúng, Binasa đúng, Trần Thị Huỳnh Như đúng, Biểu Biểu đúng. Câu 28. Trong các loại phân bón hóa học sau, phân bón nào được gọi là phân bón kép? Chúng ta lưu ý là phân bón kép nó tương ứng với lại là phân super phosphat kép. Super phosphat kép.
phát kép. Cái này là một phần ở phần kiến thức lớp 11 và hoàn toàn rất dễ có ở trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020. Bởi vì là chúng ta được nghỉ dài mà. Và khi chúng ta được nghỉ dài thì đề thi sẽ khó hơn. Các bạn phải chú ý điều này. Không tin thì cứ đợi đến kỳ thi năm nay thì biết. Và nếu mà không học cây trung bình thì là quá muộn rồi. Đúng không? Mình có KCL. Không phải. Anh này là phân kali. K nấu bạn vậy. Phân kali. Được chưa? Anh này cũng vậy. Toang luôn. Đây này là phân gì? Phân nitrat. Đúng chưa? Thế còn anh này. Anh này là phân super phosphate kép. Đúng không? Đấy. Nhiều đứa quên rồi. Vậy đáp án đúng của chúng ta phải là đáp án C. Super phosphate kép. Câu tiếp theo, câu 29. Câu tiếp theo, câu số 29. Polymer nào được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng? Muốn nắm được là anh nào được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng thì chúng ta phải viết được phương trình. Bởi vì là chúng ta nhớ rằng là trùng ngưng thì là từ hai cái thằng nó có nhóm mà nó đẻ ra nước. Vậy điều kiện tiên quyết của trùng ngưng là sản phẩm đã sinh ra nước. Cứ nhớ vậy. Teflon, đây CF2, nối đôi CF2, nhiệt độ, áp suất, xúc tác thì nó tạo thành CF2, CF2, N lần, không có sinh ra nước nha, loại Teflon. Tơ ni lông 6,6 thì được đi từ axit adipic HOOC 3, 4, 5, 6, OOH, H2N, 1, 2, 3, 4, 5, 6, NH2. Hai này cộng với nhau thì ra được OC 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. NH 1, 2, 3, 4, 5, 6. NH. Được chưa? Vậy thì chắc chắn bọn này là sinh ra nước. Đấy. Thế vậy là chắc chắn là thằng ni lông 6. Đây, đây là cấu trúc ni lông 6. Chắc chắn ni lông 6 chúng ta được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Đáp án đúng chúng ta đáp án B bỏ cả nhà nhá. Chúng ta sang câu tiếp, câu số 30. Câu này ở bên trong đề chuyên Hạ Long lần 1 năm 2018. Câu này trong đề chuyên Hạ Long lần 1 năm 2018. Amino acid no mạch hở có công thức phân tử. Chúng ta lưu ý nha, lưu ý này. Đây là O4. Amino acid thì thường có chứa nhóm COOH và NH2 trong phân tử. Vậy mà ở đây là O4. Do rằng là anh này là O4 nên chắc chắn 100% là anh amino acid phải có hai nhóm COH và một nhóm NH2. Được chưa? Hai nhóm COH và một nhóm NH2. Vậy thì thằng mà có hai nhóm COH và một nhóm NH2 làm chúng ta liên tưởng đến anh gì? Acid glutamic. 1 2 3 4 5 OOH OOH NH2. Mình điền hydro cho dễ làm. H2 này. H2 này. H này. Vậy suy ra mình tìm được công thức của anh này luôn là C5. C5. H bao nhiêu nhỉ? 4 này. Đúng không? 6 này. 8 này, 9, C5H9. NO4. C5H9 NO4. Đấy, vậy thì tương ứng với trong sách này, CMHNO4. CMHNO4N. Để cho bọn này giống nhau rồi. Bây giờ mình có M bằng 5 thì N bằng 9. Đây, M bằng 5 thì N bằng 9. Vậy mình có nhé. N bằng 2 nhân với lại 5 là 10. 10 cộng 1 11. Toang. Không được. 9 bằng 2 nhân 5 là 10. Toang tiếp. Không được. N là 9. 9 bằng 2 nhân 5 là 10. 10 trừ 1 thì bằng 9. Vậy đúng chưa? Đúng rồi. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Mèo mèo rất chính xác luôn. Hoàn toàn chính xác. Mèo mèo lại dạy rất tốt. Ok, chính xác luôn mèo mèo. Câu 31, các bạn đã hiểu cái cách làm của thầy chưa? Đấy, rất nhiều bạn comment đúng rồi, rất tốt. Câu 31. Chuyên Hạ Long lần 1 năm 2018. Chuyên Hạ Long lần 1 năm 2018. Cho dãy các chất sau, số chất trong dãy bị thủy phân trong dung dịch kiềm đun nóng. Cho số chất trong dãy bị thủy phân bởi dung dịch kiềm đun nóng.